Chào mừng các bạn đã đến với bản tin của chúng tôi, nơi cập nhật những diễn biến mới nhất, nóng nhất về tình hình đời sống xã hội trong 24 giờ qua. Và ngay bây giờ hãy cùng điểm những thông tin nổi bật có trong ngày hôm nay. Xung đột tại Ukraine, Mỹ sốc trước bước đi bất ngờ của Ba Lan. Mới đây, Bộ Ngoại giao của Ba Lan cho biết sẵn sàng triển khai tất cả các máy bay chiến đấu MiG-29 của nước này đến căn cứ không quân Ramstein của Mỹ ở Đức và giao chúng cho Mỹ sau lời kêu gọi chuyển giao thêm máy bay từ Tổng thống Ukraine. Bà Lan đồng thời kêu gọi các thành viên NATO khác sở hữu máy bay cùng loại làm điều tương tự. Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ có quyền chuyển giao máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine. Theo hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao của Ba Lan cũng thông báo, Ba Lan đề nghị Mỹ cung cấp các máy bay đã qua sử dụng, có khả năng hoạt động tương ứng và thiết lập ngay các điều kiện mua máy bay. Phản ứng trước tuyên bố của Ba Lan, Thứ trưởng Ngoại giao của Mỹ là Victoria Nuland đã nói, theo như tôi được biết, việc Ba Lan dự định chuyển số máy bay này cho Mỹ đã không được tham vấn trước với Mỹ. Vì vậy, tôi nghĩ đây là một bước đi bất ngờ của Ba Lan. Trước đó, thì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã kêu gọi phương Tây chuyển giao thêm máy bay chiến đấu cho Ukraine. Các chuyên gia cho biết, quân đội Ukraine sử dụng thành thạo máy bay do Nga sản xuất, do đó MiG-29 là lựa chọn tốt nhất. Trong khi đó, việc đào tạo phi công điều khiển máy bay do Mỹ sản xuất có thể mất nhiều năm động thái của ba lan diễn ra sau một ngày khi các nhà lập pháp của mỹ thúc giục chính quyền tổng thống joe biden tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao máy bay chiến đấu từ ba lan sang ukraine cũng như từ các nước thành viên nato và đông âu khác ba lan đang hỗ trợ chính quyền kiev vũ khí phòng thủ nhưng tuyên bố sẽ không gửi máy bay chiến đấu tới ukraine vì nước này không phải là bên trực tiếp tham chiến trong cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga. Các quan chức của Mỹ cho biết có những thách thức về mặt hậu cần trong việc chuyển máy bay sang Ukraine và cung cấp máy bay Mỹ thay thế cho Ba Lan. Các chuyên gia nhận định, việc hạ cánh các máy bay chiến đấu Ba Lan tại một căn cứ không quân của Mỹ ở Đức và những lo ngại về cách đưa số máy bay này vào Ukraine là những vấn đề pháp lý vẫn chưa có lời giải đáp. Giám đốc CIA nhận định rất khó để đối phó với ông Putin. Phát biểu trước Ủy ban Tình báo Hạ viện của Mỹ, Giám đốc cơ quan tình báo trung ương của Mỹ William Burns đã nhận định việc nhà lãnh đạo Nga hạn chế tiếp nhận những quan điểm trái chiều khiến ông cực kỳ khó đối phó. Bên cạnh đó, ông Burns cũng cho biết những diễn biến chiến sự tuần qua đã khiến cho ông Putin bất ngờ và đặt ra các thách thức cho Nga. Một mặt giám đốc CIA nói lòng dũng cảm, trí tuệ cùng với sức mạnh của nhà lãnh đạo người Ukraine khiến cho ông Putin ngạc nhiên. Giám đốc CIA đã đánh giá, kể đến ông ấy không khỏi lo lắng trước phản ứng của phương Tây và quyết tâm của các đồng minh đặc biệt là một số quyết định mà chính phủ Đức đã đưa ra. Thêm vào đó, Giám đốc CIA cũng cho rằng ông Putin lo lắng trước năng lực chiến đấu của quân đội Nga. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đến nay đã gần 2 tuần, cho thấy kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh ban đầu của Moscow đã không dễ dàng thực hiện được. Ông Bern cũng cho biết chính phủ của Mỹ đang theo dõi sát sao sự ủng hộ trong nước đối với chiến dịch quân sự này. Hiện tại, do nguồn thông tin đa số từ cơ quan truyền thông nhà nước, Giám đốc CIA nói rằng người Nga sẽ mất thời gian để nhận thấy hậu quả từ cuộc xung đột quân sự. Nhưng theo thời gian, thương vong của lính Nga sẽ gây ra tác động tới người dân trong cả nước, theo giám đốc của CIA. Nga sẽ ngừng bắn để người dân rời Kyiv. Quân đội của Nga sẽ ngừng bắn để lập hành lang nhân đạo tạm thời, giúp cho người dân Ukraine rời khỏi các khu vực xung đột như là ở Kyiv, Chernihiv, Sumy, Kharkiv hay là Mariupol. Cơ quan điều phối ứng phó nhân đạo liên ngành của Nga cho biết, lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ có hiệu lực từ 10 giờ giờ Moscow, tức là 14 giờ Việt Nam ngày 9 tháng 3 phía Nga đề xuất những thành phần không chiến đấu có thể rời khỏi các khu vực xung đột, bao gồm thủ đô Kyiv và những thành phố khác ở Ukraine. Nga đề nghị Ukraine thông báo với các đại diện phái bộ nước ngoài và cơ quan quốc tế hoạt động ở nước này về lệnh ngừng bắn tạm thời, cũng như việc sơ tán người dân. Cơ quan của Nga khẳng định đang phối hợp với Phó Thủ tướng Ukraine cùng với các chính quyền địa phương ở Ukraine để bảo đảm hành lang nhân đạo được hoạt động. Trước đó, thì hai bên đã cáo buộc lẫn nhau là vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn, dẫn tới hành lang nhân đạo sụp đổ và không thể diễn ra suôn sẻ. Tổng thống Biden tuyên bố cấm nhập dầu và khí đốt từ Nga Thưa quý vị, mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo lệnh cấm nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga để phản ứng trước chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine. Tổng thống Biden đã tuyên bố dầu và khí đốt của Nga sẽ không còn được chấp nhận tại các cảng của Mỹ và người dân Mỹ sẽ giáng một đòn mạnh nữa vào cỗ máy chiến tranh của Tổng thống Putin ông biden coi đây là cơ hội để chuyển sang năng lượng tái tạo tuyên bố nga sẽ không thể sử dụng hóa thạch nhiên liệu để làm vũ khí chống lại các quốc gia khác tổng thống biden cũng cảnh báo các công ty dầu khí tăng giá một cách không cần thiết cuộc chiến của ông putin chống lại ukraine đang khiến cho giá khí đốt gia tăng không có lý do gì để tăng giá quá mức nhằm trục lợi cuộc tấn công của nga và ukraine đang khiến chúng ta phải trả giá đắt và không còn thời gian để trục lợi hay là làm giá đây là một bước mà chúng ta đang thực hiện để buộc ông putin phải trả giá ông biden đã nói và thừa nhận ở Mỹ cũng sẽ phải trả giá. Thượng nghị sĩ Chris Con cho rằng các lệnh trừng phạt dự kiến sẽ khiến cho giá năng lượng tăng vọt trên toàn thế giới. Trước tuyên bố của ông Biden, vị này có nhận định giá dầu rất có thể sẽ tăng gấp đôi lên 300 USD trên một thùng, trong khi đó thì giá khí đốt sẽ tăng hơn gấp 3 lần lên 10 tới 14 USD trên một galon. Nga là nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai trên thế giới, trong khi Mỹ là nước tiêu thụ dầu lớn nhất, trong khi Moscow chỉ cung cấp khoảng 7% lượng dầu cho Mỹ. Châu Âu lại phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn cung cấp năng lượng của quốc gia này. Hôm mùng 7 tháng 3, giá dầu đã tăng vọt lên mức 139 USD trên một thùng, mức cao nhất kể từ năm 2008. Tuần trước, dầu thô thế giới đã ghi nhận tuần gia tăng mạnh nhất trong 2 năm do chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Điều này đã làm dấy lên nỗi lo ngại thiếu nguồn cung cấp cho toàn cầu. Nhà Trắng cho biết các quan chức của Mỹ và Venezuela đã thảo luận về khả năng Washington sẽ nới các biện pháp trừng phạt dầu mỏ áp đặt từ năm 2019 với Caracas. Động thái này của Nhà Trắng được cho là nhằm tìm kiếm nguồn cung cấp thay thế một phần dầu Mỹ đã mua từ Nga. Chia rẽ trong EU về yêu cầu kết nạp Ukraine, Đức, Hà Lan và các quốc gia Tây Âu khác muốn Ủy ban châu Âu điều tra sự sẵn sàng trở thành thành viên EU của Ukraine trước khi xem xét nhanh đơn xin gia nhập khối của quốc gia Đông Âu này. Các quốc gia phương Tây này, trong đó có Đức và Hà Lan, muốn tập trung vào việc hỗ trợ thiết thực cho Ukraine và kết thúc xung đột hơn là bắt tay vào một quá trình có thể mất ít nhất là một thập kỷ. Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập EU vào tuần trước khi Tổng thống Volodymyr Zelensky yêu cầu gia nhập ngay lập tức thông qua một thủ tục đặc biệt mới. Trong một bức thư ngỏ, Tổng thống Ukraine đã yêu cầu các thể chế của EU tiến hành các bước để ngay lập tức cấp cho Ukraine tư cách là quốc gia ứng viên của EU và mở quá trình đàm phán. Yêu cầu của ông được ủng hộ bởi các nhà lãnh đạo của các nước láng giềng Đông Âu như là Bulgaria, Cộng hòa Séc, Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan, Slovakia hay là Slovenia. Tuy nhiên, một thủ tục đặc biệt như vậy không tồn tại và thậm chí việc đạt được quy chế quốc gia ứng cử viên thường yêu cầu một cuộc điều tra của Ủy ban châu Âu và sự đồng ý nhất trí của tất cả 27 quốc gia thành viên EU khi đã là ứng cử viên, từ cách thành viên có thể mất nhiều năm hoặc thậm chí là hàng thập kỷ để được cấp. Ví dụ như là Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia ứng viên kể từ năm 1999. Mặc dù chủ tịch của châu Âu đã mô tả, Ukraine là một trong số chúng tôi nhà ngoại giao hàng đầu của khối đã cho biết tư cách thành viên có thể mất rất nhiều năm. Khi đánh giá điều kiện của một quốc gia để trở thành thành viên, Ủy ban châu Âu sẽ đánh giá mọi thứ từ hoạt động kinh tế tới hệ thống pháp luật của quốc gia đó để đến tới các quy định về môi trường và thực tiễn nông nghiệp. EU cũng có cái nhìn rất bất lợi đối với các quốc gia có mức độ tham nhũng cao. Với việc Ukraine thường được coi là quốc gia tham nhũng nhất ở châu Âu và là một trong những quốc gia có tỷ lệ tham nhũng cao nhất trên thế giới chính phủ của ông Zelensky sẽ phải thực hiện những cải cách quan trọng để được coi là một ứng cử viên của EU trong những trường hợp bình thường. Gia nhập EU không phải là điều có thể thực hiện trong vài tháng, mà nó liên quan tới cả một quá trình chuyển đổi sâu rộng, Ngoại trưởng của Đức đã phát biểu trong một cuộc họp báo. Một yếu tố khác có thể giải thích sự miễn cưỡng của Đức và Hà Lan trong việc gia nhập nhanh chóng là việc Ukraine là quốc gia nghèo nhất ở châu Âu, tính theo nhiều chỉ số ở mức 3.727 đô la trên đầu người. GDP của nó chưa bằng một nửa so với quốc gia nghèo nhất ở EU là Bulgaria. Đức và Hà Lan đều đóng góp nhiều hơn những gì họ nhận được từ EU, đồng thời là những nước đóng góp nhiều nhất và lớn thứ 6 trong ngân sách hàng năm của các khối. Việc thừa nhận Ukraine sẽ gây căng thẳng hơn cho nền kinh tế của cả hai quốc gia. Hơn nữa, nếu Ukraine tham gia trong khi vẫn còn xung đột, EU sẽ trở thành một bên trong cuộc xung đột với Nga, như được quy định trong điều khoản phòng vệ lẫn nhau của Hiệp ước Lisbon. Bất chấp sự chia rẽ rõ ràng trong khối về tư cách thành viên của Ukraine, Chủ tịch Hội đồng châu Âu đã thông báo hôm thứ Hai rằng chúng tôi sẽ thảo luận về việc đăng ký thành viên của Ukraine trong những ngày tới. Tổng thống Ukraine nói rằng có thể thỏa hiệp một điều kiện của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông muốn đối thoại trực tiếp với Tổng thống Nga Putin về các điều kiện để chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine, chứ không phải là nhận được tối hậu thư. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin ABC News, ông Zelensky đã nói rằng mình sẵn sàng đàm phán về một số thỏa hiệp liên quan tới hai tỉnh ly khai là Donetsk và Lugan, cũng như bán đảo Crimea đang do Nga kiểm soát. Tôi sẵn sàng đối thoại nhưng không sẵn sàng để đầu hàng. Ông Zelensky đã trả lời phóng viên David Musk của ABC News khi hỏi rằng liệu Ukraine có thể công nhận Donetsk, Lugan độc lập và Crimea thuộc chủ quyền của Nga hay không. Theo ông Zelensky, Donetsk và Lugan là hai nước Cộng hòa giả và Crimea là vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng. Ông Zelensky cho biết, tuy nhiên tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể thỏa thuận các vấn đề liên quan tới những vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng và các nước Cộng hòa chưa được ai công nhận trừ Nga. Chúng tôi có thể tìm ra sự thỏa hiệp về tương lai của các lãnh thổ này. Đối với tôi, điều quan trọng là người dân ở những vùng này sẽ sống như thế nào, những ai muốn trở thành một phần của Ukraine, ai ở Ukraine muốn chấp nhận họ. Trước đó, thì Nga đã đưa ra toàn bộ các điều kiện để dừng chiến dịch quân sự ở Ukraine, bao gồm Ukraine phải dừng hành động quân sự, thay đổi hiến pháp để thực hiện trung lập, công nhận bán đảo Crimea thuộc chủ quyền của Nga và công nhận hai tỉnh Donetsk và Lugan độc lập. Theo ông Zelensky, dù Nga đưa ra điều kiện gì, điều cần làm là hai bên phải đối thoại trực tiếp. Chúng tôi không nhận các tối hậu thư, điều cần làm là ông Putin phải bắt đầu đối thoại trực tiếp, Tổng thống Ukraine đã chia sẻ. Ngoại trưởng Ukraine cũng kêu gọi Tổng thống Nga Putin đối thoại trực tiếp với ông Zelensky vấn đề ukraine gia nhập nato tổng thống ukraine nói đã mất hứng gia nhập nato tôi đã mất hứng với vấn đề này sau khi chúng tôi nhận ra rằng nato chưa sẵn sàng để chấp nhận ukraine liên minh này sợ mâu thuẫn và đối đầu với nga trong một diễn biến khác thì cnn đã dẫn nhiều nguồn tin từ nhà trắng cho biết tổng thống mỹ biden đã quyết định sẽ cấm nhập khẩu dầu khí đốt tự nhiên và than đá của nga vào mỹ đây là quyết định đơn phương của mỹ và không liên quan tới các đồng minh những sự việc nổi bật có trong ngày sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo đừng quên lan tỏa video này bằng cách nhấn like và chia sẻ cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại